Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một thủ thuật nữa trên ứng dụng Instagram, đó là hướng dẫn cho các bạn cách đổi mật khẩu Instagram trên điện thoại nha. Thì để đổi mật khẩu Instagram trên điện thoại thì các bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên các bạn hãy mở Instagram của mình lên nha. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào trang cá nhân của mình là ở biểu tượng hình avatar phiên dịch phía dưới màn hình điện thoại nha, các bạn chọn vào. Tiếp theo các bạn hãy chọn biểu tượng ba dấu gạch ngang ở phía trên bên phải màn hình điện thoại nha, các bạn chọn vào. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào setting nha, kiểu phần cài đặt đó, các bạn chọn vào. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào security á, chỗ mà là bảo mật á, thì các bạn hãy chọn vào security nha. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào mật khẩu nha, là chỗ password đó, các bạn chọn vào. Tiếp theo các bạn hãy nhập mật khẩu hiện tại của mình nha. Thế giờ mình sẽ nhập mật khẩu hiện tại của mình vào. Rồi các bạn hãy chọn password mới nha. Ví dụ mình sẽ nhập password mới vào. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào biểu tượng giao tiếp ở bên trên ở góc phải màn hình điện thoại nha. Các bạn nhấn vào biểu tượng giao tiếp. Thì như vậy là chỉ vài bước đơn giản là các bạn đã thay đổi mật khẩu Instagram của mình trên điện thoại rồi. Nếu các bạn chưa làm được hoặc có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.